Sáng nay, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại một hầm khai thác đá trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khiến một tài xế xe ben chết thảm. Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, nam tài xế tên Lê Xuân Tuấn, 36 tuổi, quê Bến Tre, chạy xe ben vào bãi đá nằm trên quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi đã xúc đá lên đầy thùng xe, nam tài xế trèo lên cabin để phủ bạt thì bất ngờ chiếc xe trôi tự do. Phát hiện vụ việc, tài xế Tuấn liền nhảy vào cabin đập thắng, nhưng không kịp. Chiếc xe ben cùng nam tài xế rơi xuống vực sâu hơn 50 mét của hầm đá. Hậu quả vụ tai nạn làm nam tài xế chết tại chỗ, chiếc xe ben hư hỏng, biến dạng nằm dưới đáy vực. Nhận thông tin, công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.